binh đoàn chó hoang đang tận hưởng bữa đại tiệc. Cuộc chinh chiến lần này đã mang về chiến lợi phẩm quá lớn. Một con linh dương sừng cao trưởng thành bị hạ gục, khối lượng thịt đồ sộ đủ cho binh tướng lên đến hàng chục con. Chó hoang, đội quân săn mồi đứng trên đỉnh cao ở lục địa đen. Những kẻ phát xít phanh thay con mồi cấp tốc. Một nửa thức ăn sẽ nuốt xuống bụng đi nuôi cơ thể. Một nửa còn lại được giữ ở cái họng dài, về nuôi bên lính nhí đang ở quê nhà chờ mong. Kẻ cầm đầu đột ngột dừng lại. Nó nhìn lên bầu trời, bay kèn kèn bay loạn. Rắc rối lớn đang ập tới. Đội quân lên cẩu đang đến. Mùi máu tanh của con mồi càng thôi thúc chúng tới nhanh hơn. Bữa tiệc dừng lại. Đôi mắt linh hoạt, bầy chó hoang ngầm hiểu. Khó khăn rất lớn vì lên cẩu không hề đơn độc. Cuộc chiến bảo vệ con mồi được kích hoạt. Xong trận. Một con linh cẩu bị truy sát kịch liệt. Linh cẩu không thể chạy lại. Nó chui ngay vào một bụi cây để trốn. Vẻ mặt nó hốt hoảng như thể gặp ma bởi cú cắn của chó hoang với lực rất đau. Đặc biệt, chúng rất thích cắn vào mông linh cẩu. Đó là phần thịt mềm, dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, bầy chó hoang đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Chúng đã kéo quá nhiều quân đi đánh một con linh cẩu. Lực lượng chó hoang ở lại để bảo vệ con mồi quá ít. Linh cẩu đã thành công phân tán lực lượng đám chó. Chúng xông vào cướp mồi quá dễ dàng. Chó hoang nổi tiếng trùm sức mạnh đoàn kết. Nhưng chúng đã mắc phải chia rẽ của linh cẩu. Việc đánh chặn từ xa của bầy chó bị thất bại. Linh cẩu đã tha đi phần lớn bữa ăn. Thật thất vọng cho kẻ cầm binh khi nhìn thấy chiến lợi phẩm rơi vào tay kẻ khác. Rõ ràng, đánh trận theo bầy đàn, chó hoang vẫn yếu hơn rất nhiều. Vẫn cứ phải gọi cẩu là lão nhị ca ca. Cuối cùng, bầy chó thu quân rời đi trong tẻ nhạt.